Sáng ngày 26 tháng 9, ông Quỳnh Chí Quanh, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Châu Đốc, chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo dự án tuyến đường dòng công viên Giang quả Núi Sa. Dự thảo dự án tuyến đường dòng công viên văn hóa núi Sam là một trong những công trình giao thông cấp 2 tại phường núi Sam. Điểm đầu tiếp giáp quốc lộ 91 gần cầu Cổng Đồn, điểm cuối công trình tiếp giáp ngã ba đường Tân Lộ Kiều Lương và đường Hoàng Đạo Cật, có tổng chiều dài là 2.872 với các hạng mục như sàn lắp mặt bằng, hệ thống cây xanh, dĩa hè, hệ thống điện chiếu sáng, mặt đường, cổng ngang đường, cầu bắc qua kênh sáng hệ thống thoát nước dọc, hệ thống cấp nước, trụ cứu quả, đường dây trung thế, dự toán tổng mức đầu tư trên 428 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đều ủng hộ chủ trương khi triển khai dự thảo dự án tuyến đường dòng công viên nhân quả núi Sam. Đa số các đại biểu đồng tình đánh giá cao dự thảo dự án, đồng thời tham gia đóng góp những ý kiến xoay quanh các vấn đề về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, về tạo cảnh quan đô thị phải đúng theo quy hoạch tổng thể của thành phố, của khu di tích lịch sử quốc gia núi Sam, bảo đảm các chủ trương chính sách được ban hành phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân và được sự đồng thuận xã hội cao. Có thể nói, dự thảo dự án tuyến đường dòng công viên nhân quả núi Sam là công trình đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết tình trạng ùn tắc, kẹt xe thường xuyên trong mùa lễ hội dưới bà chủ xứ núi Sam, góp phần phát triển du lịch thành phố ngày càng bền vững.